Đây tôi đang ngồi trên chuyến Việt Nam Airlines. Tôi đã bay từ Warsaw, thủ đô của Ba Lan, đi về Frankfurt và về Việt Nam. Và tới Frankfurt thì tuyết rơi quá nhiều và đóng băng ở cánh, và cuối cùng là phải chờ mất gần 6 tiếng đồng hồ máy bay mới cất cánh được, là để phải hủy phá băng tuyết ở trên cánh, trên thân máy bay. Xin mời quý vị xem tiếp nhé. Đây, bắt đầu ra sân bay mà đường hôm nay tuyết ngập đầy đường quý vị ạ. Bây giờ chưa vào mùa đâu, phải đến Noel thì bắt đầu là tuyết sẽ rất dày. Và đôi khi đọng trên mái nhà phải tầm cỡ 40cm mà có thể là sập cả mái nhà luôn đấy. Đấy, tuyết đậu ở trên các cái xe mà không có gara để ngoài đường đây này. Và ngày xưa là tôi cũng phải cạo tuyết đấy. Muốn nổ xe thì phải cho xe nổ trước này, xong rồi cạo tuyết này, xong rồi bắt đầu mới lên xe mới đi được, cho máy nó nóng mới đi được. Có những lần là âm tới âm 25 độ, tức là cái tai của mình nó gần như rụng rồi. Đây này, người này bắt đầu đi cạo tuyết rồi này. Đây là xe đấy. Ôi trời ơi, một đêm là như thế này đây. Đang lấy đồ ra để mà cạo đây này. Tạm biệt Warsaw thân yêu. Quý vị thấy cái đường lúc trước thì nó có tuyết mà đường này thì lại không nhìn thấy gì đúng không ạ? Không phải đâu, đây là cái đường chính, đường lớn. Thì cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì họ lại phải giải cát với muối thì nó mới tan tuyết ra như thế này nha. Đây còn những cái chỗ vỉa hè mà không ai không cho cát với muối là nó cứ đọng trắng như này, mà đi rất là trơn. Và bây giờ là 7 giờ sáng, là trời đông ở Ba Lan nó sẽ như thế này. Đấy, tối mù tối mịt. Chúng ta thấy tuyết đậu trên cây đẹp không? Rất là thơ mộng, chẳng còn tí lá nữa đâu. Nhưng mùa xuân thì nó trỗi dậy rất nhanh nha quý vị nha. Và bây giờ là chúng tôi đã đến Lotnitsa, Warsaw. Xin chào tạm biệt quý vị, các bạn đã quan tâm theo dõi một cái chương trình nhỏ của chuyên gia cảm xạ sang Ba Lan mùa đông trước Noel như thế này đây. Sân bay Frankfurt là phải đi tàu điện như thế này nhá. Muốn chuyển từ khu vực này sang khu vực kia thì phải đi tàu điện như thế này đấy. Sân bay này rất rộng. Quý vị thấy là đi tàu quanh cái sân bay này quá rộng luôn quý vị ạ. Tôi đang ngồi trên chuyến bay về Việt Nam từ Frankfurt, và bây giờ thì kể cả cánh máy bay cũng thành tuyết luôn. Hôm nay ở Đức và Ba Lan tuyết rơi rất rất nhiều quý vị nhá, rất lớn luôn. Hôm nay phải ngồi trên cái máy bay này ở tại Frankfurt này mất hơn một tiếng đồng hồ để chờ, để quý vị biết làm cái gì không, để giã đông cái cánh máy bay đang bị tuyết nó bám đây này. Bây giờ nó dày khoảng tầm 3-4cm. Cái máy bay đối diện thì vừa mới giã đông
Còn tí nữa giá đông ở cái máy bay này tôi sẽ quay tiếp cho chúng ta xem nhé. Bây giờ là đúng 4 giờ chiều mà máy bay vẫn không bay, có nghĩa là chậm mất hơn 2 tiếng rồi. Bây giờ phải ăn mì tôm. Và phía này ngoài này thì ngày một tuyết dày lên, không hiểu bao giờ sẽ bay được đây. Tuyết khủng khiếp các quý vị ạ. Khủng khiếp quá các bạn ơi. 3 tiếng vẫn chưa bay nổi, thoát khỏi Frankfurt, Tây Đức. Quý vị biết không, đây là bữa ăn thứ hai mà máy bay vẫn đậu ở đây nhé. Tôi quay quý vị xem nhé, không sai một tí nào luôn. Vậy là mất 3 tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ thì trên cánh máy bay này thì rất là nhiều tuyết quý vị ạ. Tuyết nó đang bám vào cửa sổ đấy. 40 năm đi ở nước ngoài các chuyến bay nhưng mà chưa chuyến nào thấy nó chậm trễ như thế này. Đúng là một chuyến bay bão táp. Và bây giờ là gần 5 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay nhưng vẫn di chuyển vậy quý vị ạ. Đây, mọi người vẫn ngồi thất vọng. Chuyến bay của Uzbekistan kia thì may ra bắt đầu mới di chuyển ra được. Sợ thật. Và tuyết thì ngày một đóng đá dần. Quý vị thấy không? Đóng đá luôn này. Đây là cái máy đang phá băng nha quý vị nha. Và băng tuyết đang chảy từ trên xuống đây này. Đấy, họ phá băng đây này. Lần đầu tiên trong cuộc đời đây này. Đó, quý vị, chúng ta nhìn thấy không? Họ phải phá băng thì máy bay mới cất cánh được. Và bây giờ là nằm đúng gần 6 tiếng đồng hồ ở tại Frankfurt. Hơn 40 năm ở nước ngoài, hôm nay em được chứng kiến một cái việc mà phải phá băng thì máy bay mới có thể cất cánh được. Thì chúng ta xem để mà thấy rằng là đi mùa đông ở tại châu Âu nó cũng có nhiều vấn đề đấy phải không? Nhưng không sao, chuyên gia cảm xạ luôn đồng hành với quý vị các bạn và chúc mọi người luôn vui, trẻ khỏe, bình an, hạnh phúc. Đây, họ đang phun lên cái cánh này quý vị này. Họ sẽ có một cái đứng như là dàn cẩu ấy và bắt đầu họ sẽ phun này. Đây, đang phá băng tuyết ở cánh máy bay đây nha. Đấy, đang phá băng tuyết ở chỗ cánh nha quý vị ạ. Bây giờ là đúng 6 tiếng ngồi trên máy bay. Những người chưa ở châu Âu và cũng chưa bao giờ được gặp cái cảnh này thì thấy nó rất là vui đúng không quý vị? Nhưng mà đây là sự thật, là phải làm như vậy thì mới có thể bay được. Đây là chiếc 787-9 cho nên sải cánh nó rất dài và rất rộng. Chúng ta sẽ thấy cái tuyết ở đây chắc là phải dày đến 4-5 phân đấy. Đó, họ đang đánh bật dần đấy. Hôm nay tôi đi chuyến Việt Nam Airlines. Bây giờ là bắt đầu sạch tuyết ở trên các cái cánh máy bay rồi quý vị này. À, bắt đầu sạch sẽ rồi. Và đây là kết quả của sự chờ đợi là 6 tiếng đồng hồ tại Frankfurt. Vâng, bây giờ là
18:52, tức là chúng tôi phải chờ như thế là đúng 6 tiếng bắt đầu máy bay mới đi, bây giờ đi ra đường băng này. Vâng, rồi cuối cùng cũng sắp về đến đất mẹ Việt Nam. Đây chúng ta sẽ thấy là trên mây như là đang ở dưới mặt đất có các cái tuyết trắng đúng không ạ? Đó là những điều diệu kỳ của tạo hóa. Và chuyến bay này không phải là chuyến bay gì quá ghê gớm, quá kinh khủng. Nhưng tôi muốn đưa đến một cái thước phim để chúng ta thấy được là cái xứ lạnh và những chuyến bay sẽ như thế nào. Và chuyến bay này từ Ba Lan qua Frankfurt và về đến Việt Nam là tròn đúng 24 tiếng.